kính chào quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, mới đây, một gia đình ở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế bàng hoàng khi nhận được cho cốt của con trai là cháu bé gần 3 tuổi sau gần một tháng gửi con vào cơ sở chăm sóc và điều trị trẻ chậm phát triển, trẻ tự kỷ với chi phí lên tới gần 600 triệu đồng. Quá đau đớn trước sự ra đi không rõ ràng của đứa con rứt ruột đẻ ra, gia đình cháu bé đã có đơn gửi công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị sớm điều tra nguyên nhân tử vong bất thường của con trai mình. Theo chia sẻ của anh NHN, cha của cháu bé NLMQ, sinh năm 2019 cho biết, cách đây vài năm, thông qua một người bạn chơi cây cảnh, anh có quen LMQ, sinh năm 1977, chú 11 đường Nguyễn Bính, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện sống tại tỉnh Lâm Đồng. Thời điểm ấy, LMQ giới thiệu từng chữa khỏi bệnh cho nhiều em nhỏ bị chậm phát triển. Đến năm 2022, cháu NLMQ, con trai anh NHN có dấu hiệu của bệnh chậm phát triển, chậm biết nói và biết đi so với các bạn đồng trang lứa. Sau đó anh N liên hệ với LMQ và người này nói rằng con của anh chắc chắn bị bệnh, cần chữa trị sớm nếu không sẽ bị điên. Người này cũng khẳng định trong 2 năm sẽ chữa khỏi bệnh cho bé trai anh, nhưng phải đưa đến cơ sở điều trị nội trú ở thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Mức phí chữa bệnh mà gia đình phải trả cho ông Quy là 200 triệu đồng một tháng, ứng trước 600 triệu đồng. Thời điểm ấy, ông Quy nói con trai N sẽ được điều trị ở khu điều trị nội trú là căn biệt thự độc lập, có bể bơi riêng và ekip riêng chăm sóc, bao gồm một tài xế riêng, một ô tô để chở cháu đi lại, một cô chuyên về nấu ăn dinh dưỡng, một trợ lý chăm sóc, bé được bảo vệ an toàn 24 trên 24 kể cả lúc ngủ. Trong thời gian cháu bé điều trị, gia đình không được tìm gặp con và ông Quy cũng bảo mật luôn nơi mà người này gọi là cơ sở chữa bệnh. Mọi giao dịch giữa gia đình và ông Quy đều diễn ra tại khách sạn hoặc qua mạng xã hội. Ngày 3 tháng 3 năm 2022, anh N giao con trai cho ông Quy chữa trị. Cuộc gặp cũng diễn ra tại một khách sạn ở thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng. Vài ngày sau, ông Quy thông báo cho vợ chồng anh N là cháu bé bị mắc Covid-19 đang phải điều trị. Tiếp đó ông thông báo cháu bé đã khỏe lại, gia đình chuẩn bị gửi quần áo mới lên vì con lên cân, cần trang phục cỡ lớn hơn. Thế nhưng khoảng 11 giờ ngày 27 tháng 3 năm 2022, vợ chồng ông L. M. Quy ra Huế giao cho vợ chồng anh N. hũ cho cốt, nói là của con trai. Ông N. bức xúc cho biết, hôm đó ông L. M. Quy cho biết cháu bị mắc Covid-19 qua đời lúc 3 giờ ngày 25 tháng 3 năm 2022. Sau khi cháu qua đời, ông L. M. Quy tự sử dụng củi than để hỏa thiêu cháu, sau đó cho cho cốt vào hũ rồi đưa ra Huế bằng ô tô cá nhân. Trong suốt thời gian cháu qua đời, đến khi đưa cho cốt ra Huế, gia đình chúng tôi hoàn toàn không có thông tin gì. Cũng theo người cha này, ông Quy nói với gia đình anh rằng do sợ quá trình chuyển cháu từ Lâm Đồng đến thành phố Huế bị phân hủy, ông này tự ý dùng củi hòa thiêu cháu Quy rồi lấy cho cốt đưa ra Huế lo hậu sự. Ông Quy xin chịu chi phí tang ma và xin trả lại 600 triệu đồng nhận trước đó. Việc cháu Quy tử vong không hề có sự xác nhận từ phía bệnh viện hay cơ quan chức năng có thẩm quyền. Ngoài ra, gia đình còn nhận được thông tin việc ông Quy có hành vi xâm phạm đến con trai mình nên đã làm đơn yêu cầu cơ quan công an điều tra làm rõ vụ việc. Trước sự gia đình bất ngờ của con, gia đình anh N hết sức đau đớn bàng hoàng và nghi ngờ việc hỏa tiêu cháu bé là để che giấu một sự thực khác, nên anh N đã làm đơn tố giác đến công an thành phố Huế với mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ. Ngày 31 tháng 3, cơ quan công an thành phố Huế xác nhận đã nhận được đơn tố giác tội phạm của anh N về việc con trai anh qua đời không rõ nguyên nhân tại thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng. Sau khi tiếp nhận đơn, công an thành phố Huế đã mời ông L.M.Q đến làm việc. Tại cơ quan công an, ông Quy vẫn khẳng định cháu M.Q mất do mắc Covid-19 và thừa nhận từ lúc cháu mất đến khi tổ chức thiêu rồi đưa ra Huế, ông này không liên lạc được với bất kỳ ai là thân nhân của cháu. Theo lãnh đạo công an thành phố Huế, do sự việc xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng, nơi ông L.M.Q tạm trú, nên sau khi làm việc với các bên liên quan, công an thành phố Huế đã chuyển hồ sơ cho công an tỉnh Lâm Đồng để điều tra theo thẩm quyền. Theo văn bản mà ông NHN cung cấp, ngày 16 tháng 8, Thượng tá Phan Khắc Đức, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ký quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin tội phạm của anh NHN. Nghi ngờ ông LMQ có hành vi xâm phạm con trai mình dẫn đến cháu tử vong chưa rõ nguyên nhân. Lý do tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin tội phạm kể trên mà cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đưa ra là do chưa có kết quả giám định và đã yêu cầu cá nhân cung cấp tài liệu, đồ vật quan trọng nhưng chưa có kết quả. Ngày 9 tháng 9, gia đình anh N mang mẫu xương cốt cùng mẫu tóc của mẹ cháu NLMQ đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng để giám định ADN phục vụ công tác điều tra. Anh N.N.N nói trong nước mắt, mong cơ quan điều tra sớm vào cuộc để xác định đây có phải là mẫu xương cốt của con trai tôi không, đồng thời tìm ra nguyên nhân cái chết của cháu. Vì sao ông quy lại tự ý thiêu xác cháu khi không có sự đồng ý của bất kỳ ai trong gia đình tôi? Nói về nghi vấn của mình, anh N phân tích thêm, ông quy từng bị va chạm giao thông đi lại bằng hai nạn. Vậy ai là người giúp ông này đưa cơ thể của con tôi lên xuống xe, ai giúp ông quy xử lý cơ thể cháu? Tôi rất đau buồn và muốn cơ quan công an sớm làm rõ sự việc. Những thông tin anh NHN cung cấp khiến nhiều người rất bức xúc, tuy nhiên dư luận cũng cảm thấy khó hiểu vì sao việc đã xảy ra 5 tháng, đến nay mới cầu cứu để làm rõ nguyên nhân cái chết của con mình. Trao đổi với báo chí, anh NHN cho biết đến nay anh mới kêu cứu câu khai dù việc đã xảy ra nửa năm là do trước đó anh không bình tĩnh, lo sợ gia đình biết chuyện, sẽ bị sốc, đặc biệt gia đình có mẹ già. Sau khi nhận được đơn tố giác của gia đình cháu bé, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng đã lập tức chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Bảo Lộc kiểm tra và giám sát địa chỉ được cho là nơi ông LMQ thuê làm cơ sở chữa bệnh chậm phát triển cho trẻ và phát hiện ra được nhiều ẩn khuất đáng ngờ. Liên quan vụ gia đình ở Thừa Thiên Huế chi 600 triệu đồng gửi con lên lâm đồng chữa bệnh chậm phát triển, nhưng sau vài ngày đau đớn nhận lại hũ cho cốt, trả lời báo chí đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng khẳng định, đơn vị giả soát và không có cơ sở nuôi dạy trẻ chậm phát triển, khuyết tật có địa chỉ tại 54 trên 39 đường Phan Châu Trinh, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Qua giả soát, tỉnh Lâm Đồng cũng không có người tên l m Quy, sinh năm 1977, chú 11 đường Nguyễn Bính, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện sinh sống tại Lâm Đồng, có liên quan cơ sở nuôi dạy trẻ chậm phát triển, khuyết tật được cấp giấy phép. Theo đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng, đơn vị này chỉ cấp phép cho hai cơ sở tại Bảo Lộc thực hiện nuôi dạy trẻ khuyết tật chậm phát triển, chất độc màu da cam và không có cơ sở nào có địa chỉ nêu trên. Đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau khi nắm bắt được sự việc, đơn vị cũng đã chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Bảo Lộc xuống địa chỉ 54 trên 39 Phan Chu Trinh, thành phố Bảo Lộc để kiểm tra, giám sát và cũng sẽ cung cấp thông tin cho báo chí khi có kết quả. Đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng cho hay, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Bảo Lộc cho anh em xuống địa chỉ 54 trên 39 đường Phan Chu Trinh để xem ông LMQ và địa chỉ này như thế nào, nuôi bao nhiêu người. Trên phương diện quản lý nhà nước, không có giấy phép nào có tên của ông LMQ, còn ông này là dân ở đâu đến hay gia đình thỏa thuận thì chúng tôi không nắm trong khi đó ông huỳnh văn lợi chủ tịch ubnd phường lộc tiến thành phố bảo lộc cho biết căn nhà mà ông lmq ở cùng cháu nlmq được thuê lại của một người trên địa bàn thời điểm ông quy đến đây tạm trú do chưa đăng ký nên cơ quan công an đã đến kiểm tra và nhắc nhở hai lần đối với ông này ông lợi nói ông quy là người từ địa phương khác đến đây tạm trú hiện nay không có mặt tại địa phương nơi ông quy ở cùng cháu bé cũng không được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc trẻ khuyết tật chậm phát triển trí tuệ ông này có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản vì bản thân không có giấy tờ chứng chỉ gì nhưng vẫn nhận tiền để chữa bệnh căn nhà có địa chỉ nêu trong đơn tố cáo của gia đình anh nhn được ông quang thuê lại của người dân địa phương để nhận bệnh nhân điều trị cho trẻ chậm phát triển tự kỷ tuy nhiên địa điểm này hoạt động tự phát không được địa phương cấp phép sau khi cháu nlmq qua đời thì ông quang cũng trả lại nhà và rời đi nơi khác anh N cha cháu bé cũng cho biết mình đã vô cùng đau đớn khi tìm đến nơi ông Quy nói là căn biệt thự để chữa trị cho cháu trên đường Phan Chu Trinh, Lộc Tiến Bảo Lộc Lâm Đồng. Anh N nghẹn ngào nói, đó nó thực ra chỉ là một căn nhà trọ cấp 4 xuống cấp. Hiện sự việc vẫn còn nhiều điểm nghi vấn và khó hiểu, dư luận đang quan tâm theo dõi và đợi kết quả điều tra từ cơ quan chức năng. Thưa quý vị, bố mẹ nào cũng yêu thương con hết mực, họ sẵn sàng làm tất cả, hy sinh mọi điều, chỉ mong con được khỏe mạnh và lớn lên bình an. Cũng như bố mẹ trong vụ việc trên, dù kinh tế của gia đình không quá khá giả, nhưng họ sẵn sàng vay mượn để có 600 triệu đồng chữa trị cho con nhỏ. Tuy nhiên qua sự việc này, một lần nữa mọi người cần rút kinh nghiệm, cảnh giác khi tìm cơ sở chữa bệnh. Hãy luôn tới viện, nơi được cấp phép để chữa trị nhằm đảm bảo an toàn. Những thông tin mới nhất liên quan tới vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!